quá không ạ? Còn giờ vậy? Phải không? Rồi địa chỉ thì theo nhớ mà mãi nằm khu nào chỗ nào để tôi đi tìm. Bây giờ tao xin lặp lại lần nữa nha, lúc điện thoại của tao nói chung nhớ 40% à. Con đường 3/2 nghe tao nói đó. Con đường 3/2 đi lên hướng về cây gõ, gần tới cây gõ. Phía bên tay phải nó con đường 46 mà nên nhớ 40 mấy, tao cũng không biết. Nói mãi 46. Mày đi vô bẻ tay phải, mày đi vô khoảng chừng nửa cây số thôi thì cái chùa nó phía bên tay trái. Thí dụ người ta nói cái đường 30 mấy hay là 40 mấy thì mày cũng phải nghe ta, tại vì tao không có nhớ nổi, đúng không? Tao chỉ nhớ rằng là tại vì tao cũng có đã đến rồi, cho nên tao nhớ mày mày đi lên tới gần tới cây gõ được 3/2. Con đường 46 hay là đường 40 mấy hay 30 mấy không biết. Mày vô mày lục trước 46 rồi mình hỏi. Mấy người tàu nó giỏi lắm. Mày nói cho tôi gặp, mày nói chùa Bé Cong hả không? Chùa Bé Cong á. Rồi mày nói mày nói còn chắc người Việt không có nói chùa Bé Cong rồi, nói chùa ông. Chắc hỏi người tàu tốt hơn, tao mới rành mấy cái này. Rành mấy cái vụ chùa tàu.